không cái chuyện gì đi sử hết à, không trung sách, trung tung tinh sinh, có tỷ chức để đại nhân, có chuyện gì không đi sử không? Để tỷ chức coi thử đại nhân ơi, có chưa? Để tỷ chức điểm từ từ coi, có chưa? Hôm gà không có tiền xài đó, hình như là có một vụ với đại nhân ơi. Chuyện lớn hay nhỏ? Chuyện cũng vừa vừa, nếu mà ăn hố lộ thì chắc cũng được mớ. Có xử không đại nhân? Đủ mà đủ mình đi uống bia ôm không? Miễn cưỡng chắc cũng có thể rồi đại nhân. Không được đại nhân ơi, mình uống bia ôm không được đâu. Không, uống bia ôm thì mình có quyền. Rồi sao nữa đại nhân? Rồi về vụ án gì? Đâu có phạm pháp vụ án gì? Bữa nay có kêu trưởng chưa đi bắt ai không? Thì có một cái tên này thầy đờn mà đờn dở, cái tội là đờn dở, cái tội là đờn dở là ta ca không biết nhịp đó phải không? Không phải, mình ca là không có nhịp mà đờn không biết giấc. Rồi rồi, đó là vậy là xử tội hắn liền. Xử đây nha, đại nhân chứ xử đi. Không kiếm hắn về cho ta coi. Không sai chứng chiêu đi ạ. Tiếng chiêu. Có đại nhân. Kiếm bắt khách về cho ta. Rõ. Gia đình chúng ta đó. Ngươi biết tội ngươi chưa? Tội gì đây nha? Không, nhà ngươi không có tội à? Tội gì? Ta sẽ cho ngươi cái tội. Tại ngươi không biết đàn. Tội đàn mà không giết. Trời ơi chết rồi đại nhân ơi. Đàn cho chuyển chiêu ca bản coi. Đại nhân á, chuyển chiêu không biết đường ca. Để nhà đại nhân ca đi đại nhân ơi. Ca tiếng Việt Nam được không? Bữa nay cái kênh của mình nổi luôn đại nhân. Ca tiếng Việt Nam được không? Được, người ta ca tiếng Trung Quốc mình ca Việt Nam. Đúng rồi, mình Việt Nam. Ca Việt Nam. Quên lấy đàn đại nhân ơi. Xách cái đàn lại cho ta liền tiếng chiêu. Gõ. Ây da, đau bự quá chị không nói. Ngươi mà đòi cho đại nhân ta ca không đàng hoàng, người ta chém cả bay đầu đó. Ai gì đại nhân ca mà không người mà không chết là chị đại nhân chém đầu người đi. Chống rộn tăng lòng thành. Làm micro luôn đại nhân. Micro luôn. Vô được cái đại nhân ơi. Được chưa? Được rồi, để ngồi chế. Bà ơi, có nghe trăng tiếng trống, tiếng trống xâm lắng, tiếng trống loạn cuồng. Thăng Long sắp mất, quý danh sắp tàn, đời ta nát tàn. Nhưng không, ta sẽ dẹp tan hồi chống loạn của Pháp quân để cổ thủ Thăng Long thành. Vỗ tay cho đại nhân anh em ơi. Vậy tất cả hãy nghe ta mà giữ vững ngọn cờ vàng, là viên tổng đốc nhà Nam Anh Dung. Ta thề một lòng sống chết với ba quân. Sao nữa đại nhân? Lo bởi đại nhân lo sự án, không không có điện vô công cô liền lo. Nhớ lúc nào làm cũng đó đại nhân ơi. Nhớ câu hai không? Lượm câu hai luôn. Thầy đợi không chết chém đầu đại nhân. Kiệp ma quân thờ thẫn nhìn ta với đôi mắt dường như trắng nàng, hay là thâm báo gần ta cũng sợ muốn quy hàng. Về việc ta vừa sai tô thất ma trung mặt thành, không đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chính đón quân binh. Vậy tất cả hãy tâm giao tất cả niềm tin, nếu mà một mai thành quách đổ tan, hãy vui gạch dùng mà tìm xác ta.
được không đại nhân? Không được chém đầu nữa đại nhân. Tha đi. Không phải là thủ đầu đâu đại nhân. Tha không đi. Rồi đại nhân đi đâu vậy? Chưa xong rồi đại nhân. Chưa xong đó hả? Bây giờ bãi chiều đi nha ơi. Bãi chiều. Chiều. Vậy là không giết nè. Tha hắn đi. Xin chào khán giả. Rồi chào khán giả. Mẹ bây giờ đứng lại chụp mô hình coi. Hai đứng lại làm đoạn ngồi cao cao lên là thấm người xích ôm lên nhóm lên đây. Cái đồ cái đau gì anh hai ngồi nhức ngồi cái bên đó chụp hình luôn rồi đó anh hai nhăn nhăn rồi lên đụng nhăn mặt lên hai làm cái gì ừ khăn đường rồi thẳng đồ nghe không nghe không nghe đi màn hình đi cho mặt ngay đi rồi thôi bái đường nè nè biết nổi không mà thấy làm buồn quá